nên như thế kẻ qua kiếp không lúc nào mong ra khỏi được. Lúc thế giới này hữu hạn, thời sanh nhờ qua chuyện một của thế giới khác, lúc thế giới khác đó hữu hạn, thời cũng thời lại sanh vào cõi khác, lúc cõi khác đó hữu hạn, thời cũng xoay vần sanh vào cõi khác. Đến khi thế giới này thành xong, thời sanh về thế giới này, những sự tội báo trong địa ngục của đáng như thế đó lại lại những người tội lại địa ngục đó. Do có năm điều một kém nên gọi là vô đáng. Năm điều đó là những gì? Một tội nhân trong đó chịu khổ nạn dẫn lên cho đến cái qua số khí không lúc nào mình mới nên gọi là vô đáng. Hai, một người họ tội thân đầy tật cảm ngục, nhiều người họ tội bởi mỗi thân cũng chật tài cảm ngục nên gọi là vô giấy. Ba, những khi khu cả hình hình chế hình hình tục nhân như địa vàng lợi nhiều bầu rắn xối chó khối đá khối sai cưa đục đeo mát đẽo dầu sơ sôi lưới sắt dây sắt lửa sắt lửa sắt da sống hình đầu nứt sắt nóng lưới thân đói thời ăn hành sắt nóng khát thời uống nước sắt sôi từ năm gần kiếp đến vô số kiếp, những sự khổ sở nối nhau luôn không một giây ngừng bước nên gọi là vô giới. Bốn, không luận là cha hay gái người mấy muội rượu hoặc là đồng là trời hoặc là thần là quỷ hệ gây tội ác theo đó mà đã nói tất cả đều đồng chịu khổ nên gọi là vô giới. Năm, nếu người nào bị đọa vào địa ngục đó thời từ lúc mới vào đến tăng nghìn mỗi một ngày đêm muôn lần chết muôn lần sống lại muốn cầu chẳng ngừng chừng một cảm niệm cũng không đặt từ khi tội nghiệp tiêu hết mới tăng sổ sai do vì lẽ viên viên mãi nên gọi là vô giác. Ngày địa tạng bồ tát thưa thánh mẫu rằng nói sơ lược vô nói sơ lược về địa ngục vô giác như thế, nếu nói rộng ra thời tên những khi cụ thể hành hình cùng những sự thống khổ trong địa ngục đó giàu đến suốt một khi cũng không thể nào nói có hết được. Bà mang ra thu ngân như ngày đã đạt bồ tát nói xong phun chích lo giàu bà đắp tay hành lễ bồ tát mà lui ra. Ha ha ha, Bụt Sa Môn Đi Sô ha ha.